5. Nghiệp báo không thể nghĩ bàn. Sự góp nhặt gieo vào tàng thức là một lẽ thật, không phải việc uyển hoặc do không tưởng bịa ra. Đây thử cử một thí dụ. Khi chúng ta muốn học thuộc lòng một bài thơ, chúng ta đọc một lần, hai lần, cho đến nhiều lần, tự thấy nó thuộc. Cái thuộc ấy là do đâu? Chẳng qua mỗi lần chúng ta đọc, hạt giống ấy rơi vào tàng thức. Đọc nhiều lần, hạt giống ấy càng trưởng thành mạnh mẽ. Đây gọi là thuộc. Thuộc xong chúng ta không đọc nữa, thỉnh thoảng trong tàng thức nó trỗi dậy. Mỗi lần trỗi dậy, chúng ta ôm lại đôi ba phen, thế là thuộc lại càng thuộc. Từ miệng chúng ta đọc, hạt giống thơ rơi vào tàng thức, gọi hiện hành huân chủng tử. Từ tàng thức thơ trỗi dậy, gọi là chủng tử khởi hiện hành. Chúng ta ôn lại đôi ba lần, gọi là hiện hành huân chủng tử. Thế là sự huân khởi không thể nghĩ bàn. Nếu cả đời chúng ta huân chủng tử nào nhiều nhất, đời sau sanh ra hạt giống ấy sống dậy sớm nhất. Bởi thế mới có các vị thần đồng xuất hiện, như Mạc Đĩnh Chi ở Việt Nam, 12 tuổi đã thông suốt thi pháp. Bạch Cư Dị ở Trung Hoa, 9 tuổi đã làm thơ. Pascal ở Pháp, 12 tuổi đã thông kỹ hạ học. Cho đến cùng học một lớp, mà mỗi đứa bé đều có khả năng riêng. Khi trong kho tàng thức còn chứa chủng tử, thì sự huân khởi không thể nghĩ bàn. Vì thế nó có sức mạnh lôi kéo chúng ta đi thọ sanh trong lục đạo không có ngày dừng. Thế nên nói đến nghiệp báo là nói đến sự luân hồi sanh tử. 6. Làm sao hết nghiệp? Nghiệp đã do chúng ta gây tạo biến chủng tử huân vào tàng thức. Muốn hết nghiệp cũng do chúng ta khéo loại hết những chủng tử nghiệp ở trong tàng thức ra. Khi kho tàng thức sạch chủng tử thì sức mạnh lôi vào sanh tử không còn. Khi chủng tử còn trong kho ấy gọi là tàng thức, là nhân sanh tử. Khi chủng tử trong kho ấy sạch hết gọi là không như lai tàn, là kho như lai trống, tức là dứt mầm sanh tử. Vì thế, muốn hết nghiệp sanh tử, chúng ta phải ứng dụng những phương pháp tu để tiêu diệt các hiện hạnh từ chủng tử giấy khởi. Dĩ như khi chúng ta học thuộc lòng một bài thơ, sau mỗi lần nhớ lại, chúng ta đều bỏ qua. Thời gian lâu, bài thơ ấy sẽ quên bẵng. Những chủng tử khác cũng thế. Mỗi khi khởi hiện hành, chúng ta đều thông qua, chẳng cho hình ảnh sống lại. Lâu ngày, tự nhiên nó mất. Phương pháp niệm Phật, trì chú, tọa thiền đều nhắm vào mục đích này. 7. Kết luận. Thấu rõ lý nghiệp báo, chúng ta cố gắng tạo điều kiện thuần thiện để được quả báo toàn vui, nếu còn chấp nhận ở trong sanh tử. Sự chọn lựa khổ vui là quyền sở hữu của chúng ta. Không phải thần thánh, cũng không phải ai khác có quyền ban khổ vui cho chúng ta. Quyền năng sắp đặt một cuộc sống mai kia đều do bàn tay chúng ta gây dựng. Nếu một khi nào đó chúng ta không chấp nhận cuộc sống luân hồi nữa, cũng chính chúng ta loại bỏ những mầm sanh tử đang chứa chấp trong tàng thức của chúng ta. Thế là chúng ta đã giành quyền với tạo hóa, đã tước bỏ quyền lực của thần linh và độc tôn trong việc thoát ly sanh tử. Giác ngộ pháp gì ứng dụng tu ngũ thừa Phật giáo? Một mở đề. Tất cả pháp Phật dạy đều trước phải giác ngộ rồi sau mới ứng dụng tu. Cũng như trước biết đường rồi sau mới đi, trước hiểu rồi sau mới làm. Sự giác ngộ này là nhận thấy lẽ thật ngay thế gian, không phải huyền nhiệm siêu diễn, mà là cụ thể thực tế. Bởi giác ngộ rồi mới tu, nên đúng tinh thần đạo giác ngộ. Chúng ta là Phật tử phải thấu rõ lẽ này, đừng lầm lẫn ứng dụng tu một cách mù quáng. Không hiểu mà làm là việc làm càng bướng dại khờ. Chúng ta phải thắp sáng ngọn đuốc chánh pháp soi bước đi, để khỏi vấp ngã rơi hố lọt hầm. Tổng quát căn bản Phật pháp là ngũ thừa Phật giáo. Trước khi ứng dụng tu mỗi thừa đều phải giác ngộ mỗi pháp.
Ví như ở bến xe miền Đông tại thành phố Hồ Chí Minh, trước khi chúng ta mua vé lên một chiếc xe nào là phải ý thức được mình đi đâu, đi làm gì. Khi mua vé lên xe, chúng ta biết rõ chủ đích và phân biệt rành rẽ con đường mình đi. Nếu chúng ta mua vé lên xe Tây Ninh là biết rõ mình sẽ đến thị xã Tây Ninh. Mua vé lên xe Vũng Tàu là biết rõ mình sẽ đến đặc khu Vũng Tàu. Lên xe nào đến chỗ ấy là ví dụ cho ngũ thừa Phật giáo. Bởi vì thừa là cỗ xe hay ngồi xe sẽ đưa đến mục đích chúng ta nhắm. Chọn lựa xe đi là theo nhu cầu cần thiết của chúng ta đã biết. Thế nên trước giác sau tu là chủ yếu của ngũ thừa Phật giáo. 2. Giác ngộ lý nhân quả luân hồi, ứng dụng tu nhân thừa thiên thừa. 1. Giác ngộ lý nhân quả luân hồi. A. Giác ngộ lý nhân quả. Vạn vật và mọi hiện tượng trên thế gian này, nếu đem ra khảo sát, chúng ta sẽ thấy không có một vật tượng nào thoát ra ngoài nhân quả. Từ động vật, thực vật, khoáng vật cho đến mọi hiện tượng mà các giác quan chúng ta cảm nhận được đều có nhân quả mới thành quả. Dĩ như con người là quả, xuất phát từ bào thai là nhân, cây lúa, bông lúa là quả, phát sanh là hạt giống lúa là nhân, khối đá là quả, kết hợp từ những hạt bụi là nhân. Dù là những hiện tượng lạ xuất phát từ con người hay thiên nhiên, tuy hiện nay người ta chưa phát giác được những nguyên nhân của nó, song chỉ là chưa tìm ra, chứ chẳng phải không nguyên nhân. Thấy quả, chúng ta liền biết có nhân. Đó là tinh thần khoa học, là óc khảo cứu của các nhà bác học. Thấy một thành quả, chúng ta chưa tìm ra nguyên nhân của nó là chưa thấu suốt vấn đề. Từ một kết quả, chúng ta thông suốt nguyên nhân. Chúng ta có thể cấu tạo nguyên nhân để được kết quả như ý muốn. Ví như thấy bông lúa thơm, biết từ hạt giống lúa thơm. Chúng ta muốn sang năm có lúa thơm ăn, năm này phải lấy giống lúa thơm gieo mạ. Trên lĩnh vực khoa học, người ta thấy nắp dung nồi nước động, biết từ hơi nước đun sôi bốc lên, do đó chế biến ra các loại máy nổ. Khi thấy chiếc pháo thăng thiên bay vút lên cao nổ tung ra, biết từ nhiên liệu cháy có sức đẩy, người ta chế ra các loại phi cơ phản lực. Cho đến những ngôn từ luận lý cũng phải từ quả đến nhân hoặc từ nhân ra quả. Nếu không như thế là lý luận không chặt chẽ. Ví như nói, tôi thích món ăn này, quả, vì nó vừa miệng tôi, nhân. Tôi không ưa người đó, quả, vì họ ở xấu với tôi, nhân. Vì nghèo, nhân, tôi không dám ăn xài, quả. Thực tế mà nói, nhân quả bao trùm hết mọi lĩnh vực trong cuộc sống của con người. Mọi hành vi thổ lộ ra đều lệ thuộc nhân quả. Song với người trí thì biết rõ, kẻ ngu thì không phân rành. Nói đến nhân quả là tùy thuộc thời gian, bởi vì từ nhân đến quả phải trải qua giai đoạn khác nhau. Như từ một hạt cam đến thành cây cam và có trái cam phải trải qua thời gian dài. Hạt cam hoại để thành cây cam, hạt cam thuộc quá khứ, cây cam hiện tại, trái cam vị lai. Rồi trái cam là quá khứ, hạt cam là hiện tại, cây cam là vị lai. Cứ thế xoay dần từ nhân đến quả, từ quả lại nhân. Vì thế, muốn đoán định nhân quả, chúng ta phải căn cứ trên ba thời mà xét. Nếu ai chỉ cắt xén một chặn mà đoán định là sai lầm lệch lạc. Dĩ như đồng thời trồng cam, mà một người được quả cam sành, một người được quả cam đường. Nhìn cây cam, lá cam giống nhau, mà trái cam lại khác. Nếu chỉ căn cứ cây cam, trái cam mà biện lý lẽ, làm sao hiểu nổi? Chúng ta phải xét lui về quá khứ. Khi gieo hạt cam loại nào mới thấy thấu đáo vấn đề. Cũng thế, trong cuộc sống khổ vui tốt xấu hiện tại của chúng ta, không nhìn lui về quá khứ khó bề hiểu biết tường tận. Cho nên trong kinh Nhân Quả Phật dạy, muốn biết nhân đời trước cứ xem cuộc sống hiện tại này, cần biết quả đời sau nên xem hành động hiện nay. Hiện tại là kết quả của quá khứ, cũng là nhân của vị lai. Cây cam là quả của hạt cam,
cũng là nhân của quả cam. Muốn mai kia được nhiều quả cam ngon, hiện tại chúng ta phải chung quén cho cây cam được sum suê. Đấy là khéo ứng dụng nhân quả. Hiểu thấu đáo lý nhân quả là giác ngộ lý nhân quả.